và xin chào mừng tất cả quý vị khán giả chúng ta cùng đến với sân bóng đá HCA Học viện Cán bộ để đón chào sang trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá phút cộng đường đến An Phú. Chúng ta cùng đợi xem tuyến giữa đẹp đồng đội bóng đang là đương kim vô địch vô cúp giải đấu do công ty trách nhiệm hữu hạn Media 68 tổ chức thua bao. Và đó là trước đó là nỗ lực về sức ép của cao thủ Lion là bóng cho BVB đội trưởng của cao thủ BVB tới sân điểm một không dành cho BVB. Ngọc Phúc chính là người đã ghi bàn. Bàn thắng và tỷ số của câu lạc bộ BVB nó bắt nguồn từ một tình huống tổ chức tấn công tốt rồi cho thủ môn Triều Dương và phản xạ ngay lập tức với cú đá của cao thủ áo đỏ. Chúng ta cùng đợi xem. Lần này thì Hoàng Thúy đã quyết định thực hiện đường chuyền. Hoàng Thúy bóng hướng sang hành lang cánh phải, dứt điểm, bóng bay vượt xa rồi. Cú đá vừa rồi là của Đỗ Nguyên và đến biên vừa rồi là của số 10 Judo. Và bóng từ đây đầu tiên, 3-2, ngọc vô bay. Judo đã kịp về lối về để ngăn cản tình huống dứt điểm, cú vào. Đưa chơi lên. Đấy, lại là những tình huống phối hợp rồi, ngọc vô dứt điểm, cú vào. Một cú cửa lọc và bóng tìm đến cột dọc. Những điều mà họ cần phải làm. Cao thủ BVB vẫn đang chiếm thế chủ động trên những pha chạy chắn. Cơ hội dứt điểm, không vào. Đây là một trong những cái tên rất được người Việt Nam chúng ta không dùng đặc. Không vào. Đó gần như là cơ hội dứt điểm chứng minh đầu tiên của câu lạc bộ Lion. Một tình huống lóe sáng của hàng công của câu lạc bộ Lion. Rồi, rồi, dứt điểm đi. Vẫn còn cơ hội. Cơ hội, cơ hội. Lần được phải đồn hồi mã thương rất nhanh từ một tình huống phản công và đây là câu trả lời của đội trưởng vừa rồi là của cầu thủ áo số 13 dứt điểm không vào. Bóng chạm vào người của một hậu vệ bên phía đội bóng áo đỏ. Đội trưởng về của Tiên Phúc Lion dứt điểm không vào. Bóng đi ngay về vị trí của thủ môn Duy Tân. Đấy, Lion cần phải có những tình huống như vậy. Khai, Trần Long. Sức ép của các thủ vệ phòng ngự bên phía đội bóng đỏ cho đến thời điểm này vẫn là đang cực kỳ tốt. Khai, không à. Chúng ta xem lại tình huống chấp với cầu dứt điểm ngay của Đỗ Nguyên. Bóng chạm vào cái cột điện ở phía sau. Ví dụ như là trận này đây, Lion đang dồn đội hình lên rất cao, nhưng họ rất dễ sẽ dính vào đòn phản công từ cầu thủ áo đỏ. Và chính những tình huống này là thất bại trong hiệp một, đó là một tình huống phản công. Và vừa mới nói họ dễ bị dính phản công. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Thắng Lũy. Kim Du thủ môn áo sát từ phía sau. Kim Du đã không nhìn thấy tình huống áo sát của Tiến Phúc. Đi chuyền dứt điểm không vào. Duy Tân thủ môn Washington của cao thủ được ngang vào. Phản công dành cho câu lạc bộ Mỹ Quý Tư. Đi chuyền. Rồi!
Pode mais, só como com a Vanê! Código do Guilherme, eu vou. Fugiré! Total! Welcome to Big Witty! Olha aqui, gente, todo mundo não sube embora, olha aqui, Mzu! Cargamos, gente, olha, bora, Zuriam! Vamos, chupa!